14/5/2020, dưới chủ Hoàng Kim Vĩnh Long chào cô chú. Thì đây, có nhiều cô chú đã biết kênh của con, chỗ của con rồi ha. Số điện thoại là 0945707848 hoặc 0919707848. Trại giống của con hoặc là vườn nho của con nằm trên quốc lộ 54 ha, từ cầu vượt Cần Thơ đi hướng về Trà Ôn khoảng 3 cây số là sẽ gặp địa chỉ của con nhé. Đây là cây xăng nhà và trại giống nằm cặp kè nhau. Thì cái trại giống của con cho các bạn nó bị nằm khuất ở bên trong sau hai cây nho nên là mình hơi khó tìm. Cô chú chỉ cần tìm gặp cây xăng chính quốc là cô chú sẽ gặp được cái trại giống của con nha cô chú nha. Rồi, hiện tại là nho của con đây nè. Đi một vòng từ đâu ta? Tại vì nó nằm nhiều chỗ. Đây, đi vào hướng này nha. Thì hiện tại cái vú sữa và cái nho con vẫn đang còn bán ha. Thì vú sữa con bán lâu rồi, con bán 4 năm, vú sữa Hoàng Kim. Còn cái nho thân gỗ con bán gần 3 năm, hơn 3 năm ha. Có 3 năm ạ. Như cái lô này thì trung bình ở chỗ của con nó có nhiều size nhiều giá khác nhau. Ví dụ như cái size chậu đỏ này, cái size lục giá thì nó vài trăm ngàn một cây thôi. Đấy, gốc thì nó bự hơn ngón tay cái người lớn, chiều cao khoảng 1m7, 1m8. Nhưng mà lô này non cây, chưa có hoa ha. Lô này trồng khoảng giáp năm đổ lại là có hoa nhiều luôn. Đó, có nhiều cô chú anh chị cứ nói tại sao bên kia nó bán cũng cái chậu màu đỏ nên nó bán có 800-900 ngàn, mày đang chịu mấy 2 triệu mày bán mắc. Nhưng mà quan trọng là cô chú thấy chiều cao nè, độ tuổi cây nè, cây có hoa chưa nè, gốc bao lớn nữa. Đó, mình phải mua cây là mình phải nghiên cứu được mấy cái chi tiết đó. Chứ không phải là mình cứ gọi mình hỏi cái giá cái chậu màu đỏ bao nhiêu xong mình cứ so chỗ khác và cái gốc bên kia nó bằng ngón tay út hoặc là bằng chiếc đũa gì đó. Ở đâu đó thì con không biết. Nhưng mà thì là mình bán là mình hỏi giá xong rồi mình coi là cái cây nó như thế nào. Ví dụ như cái gốc này thì giá nó sẽ cao tiền hơn cái gốc lục giác à. Đấy, tại vì gốc này nó nhiều hoa rồi. Nó nhiều hoa rồi, già rồi ha. Lô này là nó bằng ngón tay cái của con nè. Đó. Cái lô mà nó có cái gốc nè. Đó. Cái gốc này là cái gốc vườn nho của con nè. Đó. Vườn nho thân gỗ, cái số điện thoại của con trên này ha. Mã số là 145, là cây nho mã số 145. Thoát thân cao ha, cao khoảng 1m7. Đó. Sau này mờ nhò vậy ta. Còn cái lô kế bên, cái cây này lùng hơn nè, cây này là gọi rẻ tiền hơn cái cây có cái gốc. Đó, cô chú thấy không? Vườn con có nhiều size, nhiều giá khác nhau. Nên là không phải mình hỏi cây sao mắc vậy, con báo giá nhiều khi 5-7 triệu vậy đó, nó sao mắc vậy? Dạ không, hoành gốc nó bằng cùm chân, cổ chân làm sao đó ha. Đấy. Chậu đỏ, lô này là lô cao, lô này là nó sẽ lớn tiền hơn một xíu. Nhưng mà ở chỗ con bán, cô chú thấy có nhiều bữa con hàng mà không có đường đi, bữa nay bắt đầu trống vườn. Con bán thứ nhất là giá cả hợp lý, tuy không báo giá, nhưng mà rất nhiều cô chú mua được ở chỗ của con, mua thậm chí là một lần, hai lần, nhiều lần luôn nữa, trở thành khách hàng thân thiết. Lần trước cô chú thấy ở đây số lượng rất là đông, nhưng mà bữa nay đã thưa dần. Là chỉ trong một tuần lễ con bán tầm 300 chậu đỏ như vậy là chuyện nhỏ. Con khẳng định nha, tại sao có nhiều người mua được của con mà có nhiều người lại ghét, không mua được thì con không biết hiểu, không hiểu nổi. Nhưng mà thì bán mà cũng có người thương người ghét nên mình phải chấp nhận cái đó. Nên là dạ con bán cho rất là nhiều người nên số lượng con á là con về trong vòng một tuần con về khoảng 300-400 cây là chuyện bình thường ha. Bán hàng cũng khá là chạy, cũng có rất là nhiều người mua chứ không phải là không có ai mua được của hàng của con đâu. Có nhiều người nói á là mày bán cái kiểu của mày chả ai mua được đâu, mày để dành mày bán cho khách sĩ đi nếu mày không báo giá. Nhưng mà thật sự một cuộc điện thoại nó tầm 2.000-3.000 đồng là mình có thể mua một cây nho rẻ hơn chỗ khác đến 5-10 lần hoặc là 5-6 lần hoặc là bằng nửa giá tiền ở chỗ khác thôi. Thì là không thể nào tiếp một cú điện thoại để gọi cho con ha. 0945707848 số điện thoại Kiều con nha. Như cái cây nho này nó rất là đẹp, đang rất là nhiều quả. Hàng này nè, hàng này gần như là con nuôi được khoảng chừng 10 ngày thôi là nó như thế này rồi. Cô chú nào có mua cây của con cách đây khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng thì cái cây nho của mình nó cũng đang hoa như thế con biết ha. Cô chú nào có mua cây nho của con và chỗ của con rồi thì cô chú comment dưới giùm con. Tôi đã mua cây nho giống như vậy à, giùm con ha, trả lời giùm con một cái nha. Lô này rẻ tiền nè, lô này không có gút ở dưới chân, lô này rẻ tiền hơn nè. Dạ, vừa túi tiền của mình chơi lắm ạ. Cái cây số 24 là cây nho tứ quý, hoành gốc khoảng chừng 20 nha cô chú. Giá rất là hợp lý khi cô chú gọi cho con, không đến 10 triệu đồng một cây. Không đến 10 triệu một cây ạ. Đây, cái cây này cũng rất là rẻ luôn. Đó, như hai cây này nè. Đó. Cái cây có cái gút bên đó là giá nó cao hơn xíu. Còn cái cây bên đây thì nó sẽ thấp tiền hơn một xíu. Con về tùy lô khác nhau nha. Đây, còn nho này là nho 12 vụ. Nho 12 vụ, lô này có cây hoa và có cây chưa hoa.
vài trăm ngàn một cây thôi ha. Con có một cây hai mùa, hoành gốc là khoảng 22 đổ lại, dáng cao thanh thoát như thế này, cây đang hoa bói ở năm thứ hai rồi nha cô chú, giá hợp lý cho cô chú nào thích chơi cây nho hai mùa. Có một cây duy nhất trong vườn đem về, một cây duy nhất. Dòng hai mùa thì trái tuyệt ngon, nhưng mà cái ưu điểm là trái ngon, nhưng mà cái khuyết điểm của nó là trái nó hơi lâu trái à. To như vậy mà mới 1-2 năm tuổi thôi, 1-2 năm tuổi, mới một trái 1-2 năm thôi ha. Ơi chị nghe, đợi chị 5 phút. Đấy, nho này. Đấy, cái lô kia con đã bán hết rồi, bắt đầu lòi cái lô có cái gút này ra này. Đó, thì cao trung bình khoảng 1m6 đến 1m7. Đó, lô này thì dáng cao thanh thoát, thoát thân đẹp hơn ha. Tàn là ok luôn. Đó, đẹp chưa? Khác lô kia nha cô chú nha. Cô chú nào cần thì gọi cho con qua cái số điện thoại 0945 ha, 707848 giùm con, hoặc 0919707848 giùm con nha. Còn cái lô này thì nó cao hơn, lô này cao đụng nóc nhà, lô này tầm 2m2 đến 2m5 tùy cây à. Hoành gốc cũng to hơn, lô này thì cao tiền hơn xíu thôi à. Đây, như cây này rồi, đầy hoa. Có nhiều cô chú nói sao giao cây không có thấy bông gì hết, trong quá trình vận chuyển có thể hoa nó để gụng đi cũng không chừng, nhưng mà về mình không bao lâu sao là nó sẽ ra hoa. Như cái lô này thì nó già cây rồi, yên tâm về cái bông cái trái ha, cô chú đừng có ngại về cái hoa và cái trái nữa. Theo con vòng qua đây ha, số lượng nhiều kêu con gắn từng số, nhiều khi con làm không kịp nha. Cô chú nào ưu tiên coi, cô chú nào lại được tới vườn của con mua chứ, cái giá rất là hợp lý cho cô chú luôn. Con đang có cái lô vú sữa mà nuôi lại của ông chú ổng nuôi lại rồi, cái tính trồng xong rồi cái bắt đầu rồi điếm mô bị dư nè. Cái lô này ông chú ổng đã ra nắng rồi nè, cái lô này cao khoảng là 30 đây, đây tay con để vô đây ha, ngắt đọt luôn, gốc mập. Lô này là về khỏi cần nuôi lại nè, lô này ra nắng luôn rồi nè, trái này là trái nắng nè, ngắt đọt rồi tầm tàn. Bầu là bầu tự hủy, hàng là hàng nhập khẩu, lúc con bán cho ông chú đó là bầu tự hủy này, về ông chú bỏ vô nuôi lại nè. Cây này nuôi cũng khoảng 2 tháng mấy rồi đó, 2 tháng mấy rồi nó mới được như thế này nè. Lô này về trồng được liền luôn, số lượng có hạn lắm, không tới 100 cây. Ai cần cái lô này gọi ngay cho có số điện thoại 0945707848 để con chừa hàng lại, còn không là con bán. Tại vì cái lô này là cái lô rất là khó tìm, hàng nuôi sẵn ngắt đọt như thế này là không phải là dễ tìm đâu ạ. Cây này thả xuống đất là bắt đầu phè lá ra liền ha, tại hàng đó hàng ra nắng rồi, hàng đó là không bao giờ chết, không bao giờ hao hụt nữa. Rồi con đi một vòng cho cô chú xem ha, cái số lượng cây ở vườn con thì gọi là con xỉ lại cho người ta được chứ không phải là không đâu nha cô chú nha. Đây, cái cây 95 dáng đẹp tuyệt vời, dáng này là dáng bay luôn á, dáng bay luôn. Cây đang chi chích nụ, cây này tầm 10 ngày nữa con quay lại là nó bông trắng hơn ha. Cây 26, ồ cây này bán rồi, đi Long Xuyên rồi. Quay nữa cái cô đó cổ điện cô chửi ạ. Đây, cây ổi dứa của con nè, lâu lâu khoe hàng chơi một cái. Cây số 96, cây này thoát thân cao khoảng 50cm ha, cao tầm 2m5. Thoát thân cao, dáng đẹp luôn, cây này là tứ quý, gốc lớn nha. Cây này đang chi chích nụ ha. Đây, mấy cái này là mấy cái nụ nè. Đó, cô chú thấy chưa? Nó xù như lông vịt. Cây này đem về là trong vòng tháng sau là có thu liền, thu trái liền. Đây là lô hồng sim khổng lồ. Lô này là lô cây to nha cô chú. Hoành gốc là bằng cổ chân con, từ 17, 18 hoành hết. Điện thoại này sao nó nhòa dữ vậy ta? Con đang nuôi và dăm cát, cây đang ra đọt đẹp luôn. Rồi. Ồ, cây đang ra đọt đẹp luôn. Lô này trồng nhanh ăn nè. Rồi con đi một vòng nữa sẽ trở lại, nói chung là nhiều không biết đường quay. Ưu tiên cho cô chú nào ha, lại tới vườn của con nha, ưu tiên giá cả rất là hợp lý khi cô chú lại tới nơi mua ha. Xong rồi ấy, tuyển đại lý luôn, tuyển sĩ, ưu tiên tuyển sĩ, tuyển đại lý luôn, giá cả hợp lý cho bán lại, bao lời luôn. Rồi con chào cô chú, hẹn gặp lại trong video tiếp theo ha. 2-3 bữa dài mưa liên tục con không đăng video được.
Rồi con chào cô chú nha.